nay mình xin hướng dẫn các bạn một câu warm up, tức là khởi động ngón, alternate picking của đại danh thủ Frank Gambale. Thì trong cái cuốn sách của ông, mình có xem qua thì có rất là nhiều cái phần ông chia ra. Thì trong cái phần kỹ thuật alternate picking đánh phím lên xuống khi khởi động ngón, thì mặc dù ông, các bạn thấy rằng ông là chuyên về quét dây, tuy nhiên có kỹ thuật alternate picking vẫn là kỹ thuật rất là cơ bản mà các bạn phải học qua, cho nên ông cũng chú trọng đưa vào trong cái cuốn sách của mình để phổ biến đến cho mọi người về cái việc tập cho cái tay phải của bạn. Alternate picking là gì? Chúng ta phím xuống, phím lên, phím xuống, phím lên ha. Thì trong cái bài tập khởi động ngón này thì ông đánh trên âm dài là đô thứ bảy nha các bạn. Rồi bạn đánh này ngang số 8 như thế này, thì bạn rất là đô thứ, các bạn bấm hai ngón các bạn bỏ ra. Đô thứ bảy. Thì thật ra cái câu này các bạn sau khi tập xong ở đô thứ bảy rồi, các bạn di chuyển khắp trên cần đàn, các bạn tập nó đều di chuyển ngón của chúng ta rất là tốt nha. Hãy bắt đầu bằng bài tập đầu tiên. Thì chúng ta có ngay vị trí này thì các bạn thấy là chúng ta ngay ngang số 8, ngang số 10, ngang 8, 10. Hay nói cách khác, ở đây chúng ta có nó là si giáng, đô, mi giáng, phà. Thì bạn đánh cái này theo chùm liên 4, hai nhịp, một nhịp 4 nốt thôi. Sau đó các bạn tăng lên, chúng ta đánh ngang 10, ngang 13, 10, 12. Đó, thì cái phần đầu tiên như sau. Đơn giản phải không bạn? Sau đó tới câu tiếp theo chúng ta đánh lặp lại cái câu dưới này nữa, chúng ta ngang 8, ngang 10, ngang 8, xuống dây 2 ngang 8 nha, ngang 11. Sau đó tăng tăng lên đây, ngăn 10 và 12. Ở dưới này là 11, 13. Rồi, nguyên câu đầu của chúng ta đánh như sau. Thì cái bài tập đầu tiên các bạn chỉ di chuyển liên tục nó như thế thôi. Thì bạn thấy là chúng ta đổi cả bốn ngón các bạn đều có sử dụng trong này. Thì điều đó nó rất là tốt ha. Khởi động thì cả bốn ngón. Và chúng ta đánh ở tốc độ là chậm vừa. Nếu các bạn từ từ các bạn có thể nâng cao hơn một tí. Nhưng nhớ warm up không phải là bài tập đua về tốc độ. Nó để các bạn cái ngón các bạn quen linh hoạt. Thì dĩ nhiên tập đến mức độ nhanh tương đối thôi. Chứ không phải các bạn cố gắng đánh nhanh hết sức nha. Warm up. Thì nhớ như vậy. Rồi chúng ta đánh lại một tí ha. Các bạn nhớ duy nhịp ha. Thì từ bài tập này các bạn thấy rằng với thế tay này các bạn kéo lên khắp cần đàn, các bạn có thể đánh được hết. Ví dụ các bạn đánh xuống ngay chỗ là la thứ bảy, tương tự các bạn cũng đánh ngay ngang 5, ngang 7 tương tự thôi. Dễ đúng không? Các bạn có thể kéo lên tới mút ở trên này luôn, ngay chỗ mi thứ các bạn đánh luôn. Đó, các bạn kéo xuống thứ son cũng được. Đó, chúng ta sẽ luyện tập trên khắp cần đàn rất là tốt ha. Bài tập thứ hai thì nó có hơi khó hơn một tí. Khó hơn đây là các bạn phải đánh các ngón ngược lại ha. Chúng ta cũng bắt đầu tương tự như vậy, cũng hai câu đầu y chang thôi. Đó, y chang vậy. Nhưng mà tiếp theo các bạn sẽ đánh ngược lại. Câu thứ hai của chúng ta bắt đầu như sau nha. Thì các bạn thấy là một cái chùm liên 4 đầu tiên thì bạn đánh từ trên xuống. Chùm thứ hai chúng ta đánh ngược từ dưới lên. Chùm đầu thì giống như lúc nãy thôi. Sau đó đánh ngược lại là chúng ta có 9, 8. Sau đó ngược lại là 10, 8. Lại nha bạn.
cái câu thứ hai của nó là nó cũng khác một điểm thôi, tức là các bạn đánh ngang ngang số 9 xuống 8 thì đây chúng ta đánh 11 8 lại nha các bạn. Thì hai câu nó khác nhau ở một cái là chúng ta có ngân 9 8, lần thứ hai thì chúng ta 11 8 thôi. Rồi mình đánh chậm lại nha. Thì có một cái khó ở đây nữa, khi các bạn đánh ngược rồi các bạn kết thúc là ngay cái ngón trỏ ở đây, nhưng mà cái câu tiếp theo các bạn không phải đánh trên cùng ngang ở đây, thì các bạn phải khéo léo di chuyển để làm sao cho nó mượt ha. Thì cái này cũng là cái khó lúc đầu các bạn tập, từ từ các bạn quen ha. À, thấy chưa, các bạn đang đánh ngang 8 các bạn phải nhảy lên trên đó, đó là một cái khó. Thì hai bài tập này các bạn có thể kết hợp tập chung với nhau được, ví dụ chúng ta chia ra là chúng ta đánh cái câu đầu 2 lần tới câu sau 2 lần hoặc là 4 lần tùy theo các bạn, ví dụ như sau ha. Rồi thì hy vọng với cái bài tập này nó sẽ giúp ích cho bạn trong việc có thêm một cái chất liệu để chúng ta luyện tập cho không chán. Nên nhớ là hãy ứng dụng nó một cách thật linh hoạt bằng cách bài tập mình chỉ ngay chỗ là đô thứ bảy, các bạn áp dụng lại la thứ, sòn thứ, mì thứ, các bạn tập chạy như thế này thì các bạn thấy là cái ngón tay của ta nó linh hoạt. Bởi vì như thế nào, có một clip mình đã chia sẻ về cái khoảng cách ngăn đàn nó hoàn toàn khác nhau. Có những câu các bạn đánh trên cao này các bạn thấy nó dễ, nhưng mà các bạn đưa nó xuống ở những cái ngăn thấp này các bạn thấy nó khó hoàn toàn, bởi vì khoảng cách các ngăn ở đây nó to hơn so với dưới này và ngược lại nha bạn. Có những cái dưới này các bạn nó rộng dễ linh hoạt, nhưng mà tới cao ở trên này các bạn phải bó cái ngón lại. Do đó hãy tập ở những vị trí khác nhau trên cờ đàn, nó sẽ giúp các bạn phát triển cái kỹ năng chạy ngón của các bạn rất là nhiều. Hãy ủng hộ Amigo Guitar Shop, nơi mình có cái loại đàn cây 22 phím rất đẹp đúng không, có tới 5 màu khác nhau, các bạn có thể tham khảo tại link với giá rất là tốt, kèm theo phụ kiện phơ guitar đầy đủ cả. Và hãy ủng hộ kênh YouTube Guitar for Freedom bằng cách like, share, comment nếu bạn thấy hữu ích. Xin chào, hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.